Khoảng 0 giờ ngày mùng 5 tháng 12, tổ công tác đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an thành phố Bắc Giang phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố kiểm tra hành chính đột xuất tại quán karaoke Saran thuộc thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, phát hiện 20 đối tượng tại hai phòng hát ở tầng 3 và tầng 4 có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ bao gồm một viên nén màu cam, hai túi bên trong đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, một ni lông màu trắng bên trong đựng mẫu thực vật khô nghi là ma túy có cần sa. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.